Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình xin phép được giới thiệu đến mọi người chiếc xe Suzuki New Carry Pro, hay còn gọi là Suzuki 8 tạ, phiên bản thùng kín tiêu chuẩn, với chiều dài thùng là 2m4. Và với chất liệu chiếc xe này sẽ là tôn mạ kẽm. Ngoài ra thì với chiếc xe New Carry Pro này có rất nhiều các phiên bản thùng. Nó sẽ có thùng mui bạc, thùng đây là thùng kín. Ngoài ra bên mình còn có các loại thùng như thùng chuyển chở gà, thùng ben, với các chất liệu cho chúng ta lựa chọn như chất liệu tôn mạ kẽm, chất liệu inox, chất liệu composite. Và đây trước mắt chúng ta là chiếc thùng kín tôn mạ kẽm. Ngoài ra như tôi nói thì đây là chiếc xe tiêu chuẩn với chiều dài thùng là 2m4. Chúng ta còn bên mình còn có một cái phiên bản thùng siêu dài nữa, chiều dài thùng lên đến 2m7, giúp chúng ta có thể chuyên chở được hàng hóa nhiều hơn. Chiếc xe Suzuki New Carry Pro này vẫn được Suzuki Việt Nam nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia về Việt Nam. Chúng ta chỉ đóng phần thùng thôi, toàn bộ chassis, động cơ các thứ là đều được nhập khẩu nguyên chiếc. Chiếc xe này sẽ được nâng cấp so với thế hệ cũ. Thế hệ cũ của nó là chiếc xe su mập với tải trọng nhỏ hơn, động cơ lớn hơn. Tuy nhiên với phiên bản mới này, chúng ta đã được nâng cấp động cơ mới với động cơ nhỏ hơn thế hệ cũ, tuy nhiên nó lại có hiệu suất cao hơn, dẫn đến là sẽ khỏe hơn và tiết kiệm nhiên liệu hơn. Tải trọng lớn hơn, chiếc xe này có tải trọng thùng lửng 810 kg, so với thế hệ cũ chỉ là 750 kg thôi. Và với một cái thiết kế mới, phần đầu xe được làm lại với phong cách thiết kế nó gọn gàng và hiện đại hơn, giúp chúng ta có thể dễ dàng quanh co trong các cung đường chật hẹp. Với cái mặt ca lăng màu đen nổi bật logo Suzuki ở giữa, kết hợp với cụm đèn pha hai bên, làm cho cái phần đầu xe nó toát lên một vẻ nó thiết kế hiện đại hơn so với thế hệ cũ, và đầu xe cũng gọn hơn. Đi cùng với cái thiết kế đầu xe mới này, chúng ta sẽ có một cái khoang lái nó rộng rãi, thoải mái hơn so với thế hệ cũ. Với khoang lái này thì khi cần thiết chúng ta có thể ngồi tới 3 người, vị trí phụ rất lớn, có thể ngồi 2 người ở đây. Và vị trí ghế lái của phiên bản này chúng ta cũng được điều chỉnh được, chứ không bị cố định như chiếc Pro cũ. Vô lăng chúng ta vẫn được trợ lực điện, hệ thống điều hòa hai chế độ nóng lạnh, điều hòa mát rất nhanh và sâu. Đây là vị trí của trang bị giải trí FM radio, nghe nhạc chúng ta có kết nối với điện thoại ở đây, rất quýt ở đây. Với là khoang lái này chúng ta sẽ có rất nhiều các cái hộc để đồ, giúp chúng ta thoải mái để đồ đạc. Chúng ta thấy cái phần khoang lái rất rộng rãi, chân sẽ để rất thoải mái, đi chuyến đi xa sẽ rất thoải mái. Cần số của chúng ta cũng được đẩy lên gần với vị trí vô lăng, giúp khi chúng ta di chuyển xe nó thuận tay hơn. Đến với phần thùng xe, đây là phiên bản thùng kín tiêu chuẩn. Chúng thấy là cái phần thùng, kích thước thùng 2m4, chiều cao thùng lên đến 1m8, còn chiều cao từ mặt đất lên đến đỉnh thùng là 2m55. Phần khóa cửa của phiên bản thùng kín cũng được làm rất chắc chắn, cẩn thận, có gioăng cao su chống nước và có đèn trần phía trên, đèn ở phía trên, đèn báo khi chúng ta đi ban đêm. Và phiên bản bên mình đóng sẽ rất cẩn thận với những cái cột và cái thanh ngang, thanh rằng đều được bọc inox ở bên ngoài. Thùng vỏ là chất liệu tôn mạ kẽm, tuy nhiên những cái vị trí như là phần cột này đều được bọc inox. Phần phía dưới, đây phần dưới sát xe sàn cũng được dập phần inox dập sóng, giúp cho cái phần thùng nó bền bỉ hơn cũng như là đẹp hơn. Phía trước thùng chúng ta cũng sẽ có hai cái đèn báo khi chúng ta đi ban đêm. Thùng được bên mình được thị trường đón nhận và đánh giá rất cao về chất lượng thùng cũng như là thiết kế thùng rất đẹp. Cùng tiến vào phía trong lòng thùng,
Phiên bản thùng tiêu chuẩn, thùng sẽ được đóng lên từ chassis. Đây là phần sàn. Và vị trí sâu nhất trong lòng thùng là từ mép ngoài đến phần nõm phía trong khoang lái kia sẽ là 2m56. Còn phần phía trên nó tổng thể nó chỉ đến 2m4 thôi. Ngoài ra như mình nói thì phiên bản thùng lớn hơn sẽ là có chiều dài thùng lên đến 2m7. Phía trong lòng thùng chúng ta cũng được trang bị cái đèn trần đảm bảo ánh sáng khi chúng ta bốc xếp hàng hóa. Hệ thống khung xương. Đây sẽ là phiên bản thùng tiêu chuẩn một lớp. Ngoài ra chúng ta có thể lựa chọn thùng 2 lớp, 3 lớp với lớp sốt cách nhiệt ở giữa. Tùy từ loại hàng hóa mà chúng ta sẽ chọn các loại thùng và kiểu thùng cho nó phù hợp. Hiện tại thì bên mình cũng đang có các cái chương trình ưu đãi giảm giá và tặng phụ kiện rất hấp dẫn cho các dòng xe của Suzuki, đặc biệt là chiếc xe Suzuki Leaf Carry Pro này. Để biết thêm thông tin chi tiết về giá bán cũng như các chương trình khuyến mãi của chiếc xe này và các dòng xe khác của Suzuki, xin mời quý vị và các bạn hãy liên hệ với mình qua số điện thoại trên và hãy ấn like và subscribe để ủng hộ và đón theo các video tiếp theo. Xin cảm ơn.